cho F nè, Z bằng 26, viết cấu hình electron Fe2 cộng nha. Thì bước đầu tiên bạn phải viết cấu hình electron của F, Fe. Bắt đầu viết 1S2, 2S, 2, 2B, 6, mấy E rồi? 10 E, còn lại mấy E? 16. Tiếp, 3S, 2, 3B, 6. Theo đúng lý là phải 3D10 nữa đúng không? Nhân không, phải là 4 gì? 4S, 2, mấy nữa rồi? 10 đúng không? Tiếp, vậy là 4D, xin lỗi 3 chứ. 3D gì? 3D, D, 6. Chốt. Sau đó tới đây đúng không? Bắt đầu nè, tới đây là nhớ sắp xếp lại, sắp xếp lại, sắp xếp lại theo thứ tự, đúng rồi, sắp xếp lại nè, 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D6 và 4S, S2. Chốt chưa? Xong rồi đúng không? Tới viết cấu hình electron F2 cộng mang điện tích gì? Dương ra, âm vào, ra là ý nó mình cho đi mấy E? 2E đi, cho đi 2E đi, trừ đi 2E đi, trừ đi 2 đi. Vậy ra gì? 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3D6. Không, đúng rồi, tại vì 2 trừ 2 ra 0 rồi. Được chưa? Chuẩn chưa? Xong. Hiểu không?